các chuyên gia tin tưởng thị trường 2019 tiếp tục đi lên và khó xảy ra khủng hoảng dưới tác động của nhiều yếu tố. Theo các chuyên gia, năm 2019, bất động sản công nghiệp sẽ trở nên hấp dẫn do sự chuyển dịch đầu tư vào sản xuất của dòng vốn trên thế giới. Nhà đầu tư cá nhân người nước ngoài vẫn bị hấp dẫn bởi bất động sản ở Việt Nam vì các lý do như lợi nhuận khai thác tốt, tổng giá trị thấp, tiềm năng sau 3 đến 5 năm dồi dào, nguồn cung điều chỉnh theo hướng cân bằng hơn về tỷ lệ sản phẩm điều chỉnh sát hơn với nhu cầu của người dùng. Người dùng và nhà đầu tư cá nhân ngày càng thông minh hơn, đòi hỏi và thực dụng hơn. Phân khúc căn hộ hứa hẹn sức tiêu thụ tốt bởi tâm lý người dân đã dần thay đổi. Nhà phố không còn là lựa chọn tối ưu nữa, dự báo sẽ không có biến động nhiều về giá cả. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các nhà đầu tư trong năm 2019.